thần tài báo mộng, đúng tháng 5 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh 1973, vận may lên như diều, ăn nên làm ra, gánh lộc về nhà, vét cạn lộc trời, tiền về tới tấp, giàu có hơn người. Vâng, cô bác anh chị Quý Sửu thân mến, sự thật là trong cuộc sống nghiệt ngã này, có rất nhiều con người, ngay từ khi trong bụng mẹ đã phải chịu cảnh thiếu thốn, sinh ra đã mang số phận hầm hưu nghèo túng, thân mang bệnh tật, gia đình lại không hạnh phúc. Có những người may mắn hơn một chút là có được căn nhà tạm để có chỗ mà che nắng, che mưa, nhưng cố gắng làm lụng cả đời, chắt bóp, tằn tiện từng đồng tiền lẻ mà cũng không khấm khá lên được là bao. Đi gần hết cuộc đời vẫn cứ cực khổ trăm bề, chắc hẳn họ đang khao khát, đang luôn mong cầu một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn, tìm kiếm những cơ hội và vận may đến với mình trong cuộc đời. Khi xem tử vi cho 12 con giáp thì thấy rằng, bước sang tháng 5 âm lịch 2024, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến đổi bất ngờ. Có con giáp may mắn liên miên, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, may mắn trăm bề, vận trình phát đạt, thành công đại lợi. Cũng có con giáp cần phải đề phòng kiêng kỵ, chú ý một số điều tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại mang yếu tố quyết định này thì mới mong mơ cầu như ý, sở cầu như nguyện. Và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là con giáp cần hết sức chú ý, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, gia đạo bất hòa. Vậy, rốt cuộc tuổi này cần phải làm gì để tháng năm âm lịch tới đây tập hùng hóa cát, đón thần tài vào nhà, tiền bạc đổ về như thác lũ, đuổi sạch những vất vả đói nghèo, hưởng chọn may mắn giàu có và bình an, thì ngay sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời của mình quý vị nhé. Tuổi Quý Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Quý Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến tuổi Quý Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi Quý Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Quý Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Quý Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Quý Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Quý Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Quý Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Quý Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Quý Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Tháng năm âm lịch này, vận may của tuổi Quý Sửu sẽ lên như diều gặp gió, nhất là ở khía cạnh mối quan hệ tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh, tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé. Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ, thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để dứt áo quay lưng và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới. Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự, nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ lại họ phía sau và tiếp tục tiến về phía trước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động,
có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão, lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình. Tính cách cương trực, quật cường, là mẫu người bảo thủ và truyền thống, tuy nhiên quá cứng nhắc, không khéo léo cư xử, lại dễ nổi nóng, nên người này thường khiến mọi chuyện rơi vào thế không thể vãn hồi. Tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại nghị lực phi thường, nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ. Họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Lứa tuổi Quý Sửu làm mẫu, mẹ hiền vợ đảm, biết chăm lo thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục, dạy dỗ con trẻ. Nam tuổi Quý Sửu hết lòng phấn đấu sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Người tuổi Quý Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không nghỉ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Quý Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép, tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm là gì. Tuổi Quý Sửu là những người biết sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng, chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy, họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Quý Sửu lại bị tụt mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Quý Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Quý Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tiếp theo xin mời quý cô bác đến với phần luận giải chi tiết các phương diện của tuổi Quý Sửu tháng 5 âm lịch 2024. Đầu tiên, về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Quý Sửu, cả nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng 5 âm lịch 2024. Đối với nam mạng, người tuổi Quý Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng, đúng mực, họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp, khả năng làm việc độc lập tốt, giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác, nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn, chỉ khi có lòng tự tin, sự công bằng và làm việc công khai thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính chính trực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng kể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Quý Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên đặc biệt dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này tuổi Quý Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút,
sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Đối với nữ mạng, tháng này Quý Sửu được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, đặc biệt chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh, sự nghiệp thăng tiến về phía trước. Nhất là với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt. Cơ hội tiến thân đã đến, hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh lanh lợi như bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Dù làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Tranh thủ tận dụng sức mạnh từ quan đới để đánh nhanh, thắng nhanh, bạn chắc chắn sẽ thuận lợi, khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân. 2. Về phương diện tài lộc tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng năm âm. Đối với nam mạng, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Thứ tài có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này nguyệt lệnh lâm công suy, thêm cả hung tinh ngủ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần. Chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang bởi chi phí tăng cao, khiến bạn dù kiếm được tiền đấy nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều. Bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để né tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Đối với nữ mạng, tử vi cho biết nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú trâu trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bạn mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân, đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Quý Sửu các cơ hội đầu tư làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ. Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng, vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay. Chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn cần phải tính toán và lên kế hoạch cụ thể. Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng 5 âm lịch. Tháng 5 năm 2024 âm lịch này, vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngủ quỷ hung tinh xuất hiện, mạng theo sự áp lực, bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.
4. Về phương diện sức khỏe tuổi Quý Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1973, tháng 5 âm lịch. Tin mừng là sức khỏe của Quý Sửu không gặp phải trở ngại nào, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy, báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Tử vi khoa học nhận thấy 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch là lúc bản mệnh nhận được rất nhiều may mắn. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó. Tài vận của bạn đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng, cũng bởi bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Nhất là trong thời gian này, người làm đầu tư kinh doanh có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng triển vọng. Trong khi đó, người làm công ăn lương được quý nhân chỉ đường dẫn lối, tuy lên cao khó tránh khỏi bị kẻ xấu ghen ăn tức ở. Thiên quan tạo ra những cạm bẫy để hạ bệ con giáp này, nhưng nhờ có hữu bật cát tinh, hóa nguy thành an, nên về cơ bản không có tổn hại gì đáng kể, bản mệnh vẫn giữ vững được phong độ của mình và không đánh mất vận may hiếm có. Bách Việt chợ đào hoa xuất hiện trong tử vi 10 ngày đầu tháng của người tuổi Quý Sửu, giúp cho bản mệnh không chịu nhiều nỗi buồn về đường tình cảm. Dù bận rộn, nhưng đôi lứa vẫn tìm cách để gặp gỡ, trao nhau yêu thương, chăm sóc chu đáo, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Bản mệnh không vì bận rộn mà trách cứ đối phương. Quý nhân, Tị, Dậu. Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số may mắn, 12, 72, 35. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy, người tuổi Quý Sửu có nhiều điều không như ý, nhưng có lẽ những điều này chủ yếu tập trung vào đường tình duyên của con giáp này. Riêng tài lộc và sự nghiệp lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, tình duyên lận đận, bản mệnh có thể gặp được người như ý, nhưng chưa chắc đã được thỏa nguyện. Thời gian này có ấn quan tương trợ, nên có thể nói, người tuổi Quý Sửu công danh, sự nghiệp sáng lạn vô cùng, mọi việc tiến triển chân chu, suôn sẻ, không hề có trở ngại gì đáng kể, bản mình cũng nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng đối với năng lực xuất chúng của mình. Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội, đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên, bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tích lũy tiền của cho những kế hoạch sắp tới. Hãy nhớ tính cách hòa đồng và nhiệt tình, cùng năng lực và những kinh nghiệm thực chiến sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong các cuộc đàm phán hoặc gặp gỡ đối tác. Khi lấy được cái nhìn thiện cảm thì bao giờ mọi sự cũng dễ dàng hơn. Nhìn chung mọi thứ đang đi vào đúng quỹ đạo mà bạn mong muốn, vậy nên hãy tự tin và làm hết sức mình, chắc chắn bạn sẽ tạo ra được nhiều giá trị lớn lao hơn nữa, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình. Quý nhân, Hợi, Tý. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số may mắn, 76, 19, 75. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi cho thấy, người tuổi Quý Sửu có thời gian vô cùng tươi sáng và rực rỡ, vận may tới tấp, chuyện vui không ngừng. Đường tình duyên cũng theo đó mà thăng hoa, đào hoa nở rộ, bản mệnh nhận được nhiều tình cảm từ người khác phái. Tuy vậy, vận trình sự nghiệp của con giáp này lại đang đối mặt với nhiều nguy cơ trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Không có các thần che chở, bản mệnh cần phải dựa vào sức mình, tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, sức người có hạn mà tiểu nhân thiên quan lại quá mạnh, có thể bản mệnh sẽ phải chịu thất bại. Tài vận của bạn đương lúc cực vượng, các khoản thu tăng tiến không ngừng, cũng bởi bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau, nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Bản lĩnh của con giáp này là điều không có gì phải nghi ngờ. Thay vì cắm đầu làm việc mà không suy nghĩ, bạn đã biết mình phải làm thế nào để vừa tiết kiệm thời gian, công sức, lại vừa giành được thành tích lớn lao. Hơn nữa, bạn lại không ngại khó, ngại khổ,
luôn sẵn sàng đối đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết cho bằng được. Con giáp này chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Song cũng có lúc bản mệnh thể hiện sự bảo thủ, ngại thay đổi và không dám tiếp thu những cái mới. Đây cũng chính là điểm yếu mà tuổi Quý Sửu cần khắc phục mới có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Cuối tháng có tiểu hao quấy phá, bản mệnh nên đề phòng cảnh giác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lấy tiền bạc của mình phục vụ cho mục đích cá nhân. Quý nhân, Tý, Tỵ. Tiểu nhân, Tuất, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số may mắn, 87, 25, 65. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tý. Chuột và trâu là cặp đôi khá hấp dẫn, theo kiểu trái chiều hút nhau. Chuột thông minh, sắc sảo và hài hước, còn trâu nhút nhát và nghiêm túc. Tuy vậy, giữa họ vẫn có sợi dây liên kết vô hình. Chuột mê trâu ở sự duyên dáng, nhưng ẩn chứa bên trong là sức sống mạnh mẽ. Còn trâu hâm mộ chuột ở trí thông minh và sự đáng tin cậy. Khi Tý và Sửu cùng nhau làm ăn, họ sẽ hỗ trợ rất tốt cho nhau. Trâu sẽ là nhân vật chủ chốt vì rất cẩn mẫn và chịu khó. Còn chuột sẽ hỗ trợ trâu bằng cách tận dụng trí thông minh của mình. Chuột đảm nhiệm rất tốt vai trò của người đàm phán hoặc gặp gỡ khách hàng. 2. Tuổi Quý Sửu với tuổi Sửu. Người tuổi Sửu thường có tính cách cần cù, chịu khó, ý chí vững vàng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, họ cũng có sức chịu đựng cao nên có thể vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Họ có tính kiên định, thậm chí là cứng nhắc. Một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi. Đây cũng vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của người tuổi Sửu. Trong hợp tác làm ăn thì tuổi Sửu không nên kết hợp với tuổi Sửu, bởi cả hai dù có chung tính cách nhưng không bứt phá được. 3. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dần. Tuổi Hổ thích mạo hiểm, trong khi tuổi Trâu lại sống khép mình và nội tâm. Tuổi Hổ thích đi đây đó, còn Trâu lại thích tích lũy và ổn định ngay từ đầu. Nhưng tệ hơn cả là cả hai con giáp này đều cho mình là đúng, chẳng bên nào chịu nhường nhịn và không tìm thấy điểm tốt của bên kia. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người cầm tinh con hổ có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Trâu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Trâu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Hổ, thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Sửu sẽ dạy Dần cách bình tĩnh và tập trung, ngược lại Dần chỉ cho Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. 4. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mão. Có thể nói, hai tuổi, Trâu và Mão sống nội tâm nhất trong 12 con giáp, họ rất khó biểu đạt tình cảm thành lời, nhưng trong lòng họ luôn đầy ắp sự yêu thương và nhường nhịn. Cả hai đều thân thiện, cẩn trọng và chú ý chăm sóc người khác. Còn khi là đối tác làm ăn, hai nhân cách này ứng xử có hợp nhau không? Tuổi Mèo thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Trâu, bởi người cầm tinh con Trâu rất chăm chỉ và đặc biệt Mèo rất không phục Trâu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với Mèo, vì Mèo khá bị động và dễ sai khiến, Trâu tìm đến Mèo với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Quý Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. 5. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thìn. Người tuổi Quý Sửu thường có những đức tính tốt như siêng năng, chăm chỉ, quyết tâm, mạnh mẽ và đam mê cuộc sống. Những người sinh vào tuổi này nhìn chung rất kiên định và kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh. Rồng là một con vật rất mạnh mẽ và được tôn kính. Rồng tượng trưng cho sự thống trị và tham vọng, nhưng cũng là một con vật linh thiêng. Với bản tính thần thánh, những người sinh năm này tràn đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt. Họ là biểu tượng của sự quyến rũ rực rỡ và quyền lực, giàu có. Người sinh năm Rồng sống có lý tưởng và hoài bão, trong khi người tuổi Quý Sửu thì nhút nhát và nghiêm túc hơn. Nhưng nếu cả hai có cùng mục tiêu, họ sẽ kết hợp tốt trong công việc. Người tuổi Thìn rất nhạy bén trong việc kiếm tiền, nhưng không coi tiền là tất cả, nên được người tuổi Quý Sửu yêu quý và cùng nhau nỗ lực. 6. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tỵ. Một trong những tính cách nổi bật của người tuổi Quý Sửu là cần cù,
siêng năng và có sức khỏe tốt. Người tuổi Quý Sửu có đức tính chăm chỉ, cố gắng làm lụng để có cuộc sống ổn định. Người tuổi Tỵ có tính cách thích khám phá, tò mò về thế giới xung quanh. Người tuổi này có khả năng lãnh đạo, dễ thăng tiến nhờ vào khả năng làm việc hiệu quả. Từ tính cách của người tuổi Quý Sửu và tuổi Tỵ, có thể thấy cả hai tuổi này có nhiều điểm chung hơn là khác biệt. Cả hai tuổi đều chăm chỉ, làm việc hiệu quả, cho nên dễ thành công trong công việc. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp, tuổi Sửu và Tỵ khá hợp cả. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của người tuổi Sửu sẽ bổ sung cho người tuổi Tỵ ở chỗ. Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Con giáp này khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tỵ còn khéo léo và giao tiếp khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của con giáp tuổi Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. 7. Tuổi Quý Sửu với tuổi Ngọ. Ngựa và trâu là một cặp không hợp cả, nhưng có thể nhờ sự khác biệt về tính cách mà họ có thể bù đắp cho nhau, với điều kiện đôi bên cùng phải thấu hiểu. Tuổi Quý Sửu sống nội tâm và trân trọng các mối quan hệ, nhưng họ lại mang trong mình mặc cảm, tự ti, họ e lệ, họ tận tâm, và đây là một trong những điểm hiếm hoi có thể quyến rũ tuổi Ngọ. Trong chuyện làm ăn, họ có thể hợp tác với nhau, với điều kiện người tuổi Ngọ thực sự muốn gắn bó với kế hoạch kinh doanh lâu dài. Về bản chất, tuổi Ngọ không gắn bó với một điều gì thực sự, bởi họ thích sự thay đổi và mê khám phá những lĩnh vực mới. Bù lại, người tuổi Ngọ làm việc rất hăng say và chắc chắn. Đây là điểm mà tuổi Quý Sửu đánh giá cao. 8. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần bàn, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Quý Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến người cầm tinh con Châu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau, thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 9. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thân. Có thể thấy, tuổi Quý Sửu và tuổi Thân họ đều mang trong mình nhiều điểm khác biệt về tính cách. Với người tuổi Quý Sửu, sẽ luôn muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, còn những người tuổi Thân lại yêu thích sự cạnh tranh để phân tài cao thấp một cách rõ ràng. Điều này chính là điểm khiến cho mối quan hệ của họ có thể bù trừ cho nhau. Những người tuổi Thân sẽ luôn biết cách khiến cho cuộc sống của tuổi Quý Sửu trở nên phong phú hơn. Và tuổi Quý Sửu có thể dốc bầu tâm sự với những người tuổi Thân. Nếu để nói về sự hợp tác làm ăn, thì hai hành tinh này sẽ rất khó mà giao tiếp được với nhau, bởi rất đơn giản, họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Quý Sửu muốn làm việc chăm chỉ, tập trung và đúng ngay từ đầu, trong khi tuổi Thân lại chỉ tập trung vào công việc. Ngược lại, người tuổi Thân sẽ cảm thấy chán ngán bởi tính thực tế có phần bảo thủ của tuổi Quý Sửu. Hơn thế nữa, còn coi tuổi Quý Sửu là kẻ phá đám. 10. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dậu. Mối quan hệ giữa tuổi Trâu và tuổi Gà gần như đạt tới mức hoàn hảo, dù là người thân, anh em hay bạn bè. Nếu có sự khác biệt giữa họ, thì đó cũng là những điểm bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Sửu và Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi mạo hiểm. Những đặc điểm này của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Quý Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. 11. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tuất. Dù là bạn, người yêu hay đối tác làm ăn, Sửu và Tuất đều kết hợp khá ăn ý với nhau. Cả hai con giáp này đều đánh giá rất cao niềm tin, bản chất trung thực, và quan trọng hơn cả, họ đều tìm thấy ở nhau những điểm trên. Tuổi Tuất rất hay lo lắng và nghĩ cho người khác, còn tuổi Quý Sửu vừa thông minh, vừa rất khâm phục Tuất và không bao giờ để cho Tuất có lý do gì để ghen hay phản bội. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt, hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Sửu tin Tuất và ngược lại, Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về Sửu. Tuổi Quý Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu, còn tuổi Tuất có biệt tài, đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. 12. Tuổi Quý Sửu với tuổi Hợi. Sửu và Hợi kết hợp khá ăn ý,
Đặc biệt khi họ là một cặp uyên ương, họ có thể ở bên nhau cả ngày, quanh quẩn với chiếc giường, buồng tắm, tẩm quất cho nhau, cùng ăn uống và tận hưởng cuộc sống. Không phải vì hai con giáp này lười biếng, mà họ rất hợp nhau ở những khoản trên. Trên thực tế, tuổi Quý Sửu sống thực tế và rất nghiêm túc, còn tuổi Hợi thì luôn để ra các mục tiêu cho mình. Tuổi Quý Sửu luôn có xu hướng tạo cho ngôi nhà của mình không khí hài hòa và yên tĩnh. Đây cũng chính là điều mà tuổi Hợi mong đợi. Biết rằng Sửu thường ngại ngùng, nhút nhát, nên Hợi thường tìm cách kéo Sửu đi cùng mình trong các cuộc vui để mở mang và năng động hơn. Bên cạnh đó, Hợi cũng rất vui khi được ở nhà cùng Sửu, vì Sửu vốn thích quanh quẩn trong nhà hơn là các hoạt động xã hội. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Quý Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn, nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Quý Sửu. Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Quý Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, Hợi rất hài lòng. Sửu không bao giờ lợi dụng những gì Hợi có nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Quý Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Bản biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.